Hello, hello. Chào cả nhà nhé. Cả nhà ơi, hôm nay ngày 28 Tết rồi cả nhà. Hôm nay mình nghỉ ở nhà, mình đi mua cái đầu heo để luộc chuẩn bị cúng cho cơ quan đấy cả nhà. Cơ quan nhờ mình đi mua đầu heo luộc rồi làm một mâm cúng cơ quan, gọi là cúng tất niên đấy cả nhà. Mời cả nhà xem cho vui nghe cả nhà. Đây cả nhà này. Đó, hồi nãy mình đi chợ ấy cả nhà. Đầu heo này hôm qua mình đặt từ hôm qua rồi cả nhà. Ấy à. Đây cả nhà này. Đó. Nói chung họ làm chưa sạch cả nhà. Nên giờ mình sẽ rửa thật sạch sẽ để cạo cho nó sạch luôn cả nhà. Đây cả nhà này, cái này là đầy đủ luôn cả nhà, nói chung là cái này là một bộ luôn cả nhà, một bộ đầu heo để cúng luôn đấy. Đây là nguyên cái bộ chân và đuôi cả nhà đó, tí nữa mình cũng sơ chế sạch sẽ. Còn đây là cái màng, đây là cái màng để bọc lên cái đầu heo cả nhà. Nói chung mình cũng không rành, là người ta nhờ mình luộc thôi cả nhà. Mình cũng hay cúng nhưng mà cũng không rành mấy cả nhà. Còn đây là nguyên một bộ lòng này. Đó, đầy đủ luôn. Cái đầu heo này hồi sáng mình mua là hết 660 ngàn cả nhà. Ôi trời ơi, cái tai này sao nó ngoằn ngoèo. Đấy, chúng họ cũng làm sơ sơ rồi. Mình sẽ làm sạch sẽ hơn, mình sẽ cạo sạch. Giờ mình cho vào thau đây nè, cho cái này xuống đã. Nó nặng lắm cả nhà ơi. Đó. Không biết bao nhiêu ký đây, hình như 1,5 ký, 7 ký rồi cả nhà. Cái đầu heo này 7 ký cả nhà ơi. Để nó mổ tanh bành này. Mình cho vào thau rồi mình sẽ đi rửa nghe cả nhà. Cả nhà theo chân mình đi rửa nghe cả nhà. Đây cả nhà ơi, giờ mình sẽ cho cái bộ lòng vào cái thau này cả nhà. Đi rửa. Bộ lòng ngon lắm luôn cả nhà, đầy đủ luôn này. Đây là gan này. Đây là gan này, đây dạ dày đây, còn cái này là phổi, đây là ruột non dạ trường đấy, ruột non không phải dạ trường, cái này là ruột non, đây là tim rồi nhỉ, đó, một nửa tim, nói chung mỗi thứ một ít, đây là ruột, đây là ruột già đấy, đây là gan này nhỉ, đây là lá lách. Đó là gì? Đó, đầy đủ luôn cả nhà, mình thử một ít. Còn đây là cái màng. Cái màng cái để thế này đã, đi mà rửa sâu. Cạo sạch sẽ rồi cả nhà này. Chà cái cây. Đây chà muối chanh cả nhà. Chà cho nó sạch. Chà muối chanh sạch bóng luôn đấy. Đây cả nhà.
Chà, 5 trái chanh luôn rồi nè. Chà mạnh tay rồi nè. Chà mạnh tay luôn. Nếu không có chanh thì mình rửa bằng giấm cũng được. Chà cái răng nó cả nhà. Cái răng nó cũng dơ lắm này. Đây lưỡi này. Giờ mình sẽ cho nước vào đây cả nhà. Cho nước ngâm một lúc. Cứ ngâm thế này một lúc nữa coi. Đây cả nhà ơi, trong khi chờ đợi mình sẽ đi rửa lòng, làm sạch lòng ngay cả nhà. Trong khi chờ đợi ngâm cái này này. Đây cái màng để bọc trên đầu heo đó cả nhà. Đây mình cho nước, cho muối hột luôn cả nhà, cho muối hột rửa cho nó sạch. Cho nước vào ngâm khoảng 2-3 phút. Cắt chanh vào đây luôn cả nhà, để cho nó sạch, khỏi hôi. Đấy. Mình sẽ lộn cái lòng này ra đây để cho nó sạch. Đây mình sẽ ngâm cái này. Ngâm 5 phút cho nó sạch cái này nhé. Đây cả nhà ơi, giờ mình ngâm được 10 phút rồi cả nhà, cũng hơn 10 phút rồi đấy. Giờ mình rửa, mình cho vào nước vo gạo ngay cả nhà, cho nó sạch hơn nữa, cho vào nước vo gạo. Rửa với nước vo gạo sạch hơn nữa nhỉ. Cho nước xả tiếp cả nhà. Lòng này không cần rửa bằng nước vo gạo cả nhà. Như thế này là được. Nhiều chanh rồi cả nhà. Chanh muối sạch sẽ lắm rồi. Đây cả nhà ơi, chùm lửa chuẩn bị nấu nước để luộc đầu heo cả nhà. Đó. Thằng con trai đang nhóm lửa để chuẩn bị luộc đầu heo đây cả nhà. Cho đầu heo vào nồi nước cả nhà.
Cái này đầu heo cúng nên mình không cho hành nha cả nhà. Cho hành thì nó thơm. Mà đây đầu heo cúng nên không cho hành vào. Cũng không cho muối vào luôn. Đây cả nhà ơi. Ở trên không thấy nó sôi, không thấy nước nó sôi sùng sục, nhưng mà ở dưới thì nước sôi mạnh rồi cả nhà. Chắc mình luộc vừa tới tới thôi. Luộc kỹ quá thì sợ đầu heo nó nứt đấy cả nhà. Cúng nó không đẹp ấy. Giờ mình chuẩn bị vớt ra để đi rửa bằng nước sạch. Mình vớt ra mình rửa thật sạch với nước cả nhà cho nó đẹp. Khi nào muốn ăn thì mình lại nấu tiếp. Cúng xong rồi nấu nữa. Giờ lấy đầu heo ra cả nhà ơi. Luộc vừa tới thôi. Nặng lắm. Chắc 7 kg. Dùng là ghiền tận cái phụ và nó rào. Để xả nước rửa cả nhà ơi. Rửa cho nó đẹp, cho nó sạch sẽ. Mãi ghiền. Đây cả nhà ơi, đầu heo mình vừa mới luộc xong rửa sạch sẽ rồi cả nhà này. Nó sạch tưng luôn, trắng bóc luôn cả nhà. Đấy, cái tai nó trắng đẹp. Đấy. Như thế này mới gọi là heo để cúng. Nó sạch sẽ. Cái chân cũng trắng bóc luôn. Đây cả nhà ơi, mình luộc đầu heo xong rồi tiếp tục mình sẽ đi luộc lòng này cả nhà nhé. Đấy, còn cái này mình nhúng sơ sơ thôi. Riêng lòng thì mình cho vào hết thế này. Đây mình cho vào hết luôn. Mình luộc vào cái nồi luộc cái đầu hồi nãy đó cả nhà. Luộc vào nồi này luôn. Giờ nó đang sôi sùng sục rồi. Còn cái màng này mình luộc nhúng. Mình trần qua thôi cả nhà. Mình trần qua sơ sơ thôi. Đấy, như thế này là được rồi cả nhà này. Giờ mình sẽ vớt ra cái này trước. Như này là được cả nhà. Này là đẹp lắm rồi. Lòng thì mình luộc chín luôn cả nhà nhé. Tí nữa khỏi mất công nấu lại. Mình xả qua, mình cho vào nước lạnh luôn cả nhà. Mình cũng rửa sơ sơ. Đây cả nhà mình trồng lên đầu heo luôn. Cái màu nó không được đẹp lắm, nó rất hết cả nhà này. Đây cả nhà, cái màu mình bọc lên trên đầu heo luôn cả nhà. Đây cả nhà ơi, mình vớt lòng ra cả nhà. Đấy, chín rồi. Lòng heo vừa mới chín rồi cả nhà. Đây chín luôn rồi nha cả nhà. Ăn được luôn, không cần phải nấu nữa. Còn đầu heo hồi nãy thì mình luộc sơ thôi. Đầy đủ một bộ lòng luôn này. Để đâu hết rồi.
quyết định rồi mà bằng. Đây cả nhà ơi, mình luộc lòng chín rồi, giờ mình cho vào đây luôn. Tí nữa chuẩn bị cúng mới bày ra, tạm thời cứ để thế này đã. Tay cả nhà nha, mình đã hoàn thành cái đầu heo chuẩn bị cúng. Mình đầu heo này mình chuẩn bị cúng cho cơ quan đấy cả nhà. Giờ hồi nãy mình quay cho cả nhà xem bí quyết làm sạch đầu heo và luộc đầu heo để chuẩn bị cúng tất niên đấy cả nhà. Cả nhà xem nếu thấy hay thì cả nhà cho một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye cả nhà.